Đêm nay em khóc. Alo. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Bạn ạ, à, các cụ nhà mình có dặn rồi, thế gian ba sự khôn chừa, rượu nồng, dê béo, gái vừa, đương tơ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái khôn chừa đầu tiên, bằng việc React Gen 9 lo đã làm các phòng khám răng hàm mặt gần đây đã phải quá tải vì quá nhiều bệnh nhân nhập viện vì cười sái quay hàm. Mà cũng nhân tiện đây thì tôi cũng muốn xin lỗi tới các bạn bởi vì là 2 tháng vừa rồi tôi không ra video. Thực sự đối với tôi khoảng thời gian vừa rồi là khoảng thời gian tôi phải đối mặt những cái stress, những cái áp lực công việc, áp lực đến cái mức mà đẩy hết tất cả cái mụn ở mặt tôi ra ngoài đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nói chung là rất lười nói mẹ đi. Áp lực. Ý một phần. Ok, và trước khi bước vào video thì hãy nhớ tát thật mạnh vào nút subscribe như cách mà cuộc sống tát vào mặt bạn để chúng ta có thể cùng nhau than thở một cách đầy thi vị nhá. Bắt đầu nào. Rồi, mở bát với video đầu tiên ạ. Ui, các bạn nhìn kìa, ông này là mặt ông rất có tướng, tướng thải độc nhanh này, trông của mắt với cả là cái môi hơi đậm làm cực kỳ nhờn cồn nhá. Đêm nay em không chưa. Nam mô. Ôi trời ơi, mày đã phạm giới rồi còn nam mô niệm Phật ạ. Miệng nam mô, bụng một bồ ethanol rồi đấy. Đây các bạn nhìn này, qua ảnh trên thì trông như quan công cưỡi rồng, xuống dưới vậy không khác gì rết lết bụi tre đang lè nhè sám hối cả. Ôi trời. Oh my god nịt. Ok, tiếp theo là ai đây ạ? Ui, thoại phạm này. Ơi. Đêm nay em khóc ở trong khắp. Rõ trong khắp. Chương trình giết người giết thú ảo thuật quốc tế, ngày hội của những chú hề. Khó, đúng là rượu bia đưa con người ta đến chỗ phi thường. Mà tôi nhìn cái động tác này thì đoán là ngày xưa nếu mà Phạm Thoại không nhảy hip hop thì chắc cũng phải là đệ của anh Quốc Cơ Quốc Nghiệp đấy. Quả ke đầu, quả đứng đầu, gọi là đẳng cấp chi pu luôn. Đỉnh. Mất dạy. Oh wow, một thiên thần trước ngưỡng cửa thiên đường. Oh my god nịt. Đêm nay em khóc ở trong khắp. Mẹ mày tha tao. Chảy hết mẹ nước ở trên đôi mắt mới mổ rồi. Mẹ ma nữ đu dây. Mẹ đang tháng cô hồn gặp quả. Hay các bạn nhìn quả dáng này, khom 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 sau mọi người rất là cong nha. Tay thì đang như kiểu không ở trong khắp. Gì đây, tiếp theo này. Uầy, bạn này trông kiểu sáng nhỉ. Trông cái tướng rất là kiểu nam sinh Trung Quốc ấy, đẹp trai kiểu thư sinh ấy. Không ở trong khắp. Rõ trong khắp. Uống rượu xong đá ngựa hay sao đấy trời. Mà hôm nay không phải 9 lon đâu, 19 lon mới được như thế này nha. Chứ người bình thường người ta đi, người ta chỉ vấp xuống xong người ta ngã thôi. Đây như kiểu là Santo hai vòng tiếp đất bằng đầu nên là mới lộ cả rốn thế kia đấy. Ôi trời ơi, thực sự tác hại rượu bia quá chuẩn luôn. Ok, tiếp theo. Ôi ô rong trên nhỉ. Mình hay xem ông này review, không hiểu sao nhưng mà ông này review kiểu cuốn cực kỳ luôn. Rồi, xem chai thứ 9 là như thế nào nha. Rồi, trông như một bét. Trời ơi, cứu tôi. Ui. Thật à, tôi mới gửi cái video này cho con bạn của tôi xem. Sau vài phút xin tin nhắn thì nó đã gọi tôi, chửi tôi bay hết phẩm hạnh vì dám gửi vào lúc nó đang ăn cơm, làm nó phụt nguyên miếng thịt kho tàu đang cắn dở vào mặt mẹ của nó. Trời ơi. Xong rồi tôi chợt nghĩ về một câu thơ các bạn ạ. Nước Đông Ba chảy qua đập đá, nước Vĩ Dạ chảy xuống ao hồ, nước lúa mạch khi đã quá đô thì mồ thức ăn cũng thành chăn cho não. Ôi trời ơi mẹ. Chui được quả đầu xong rồi trồng chuối thế kia thì thôi, anh nhất mẹ chen rồi. Rượu bia rồi tôi phát hiện thế là có tác dụng đảo lộn vị trí sinh học ạ. What the hell. Ôi bông tím này. Đêm nay em khóc ở trong trời ơi tím ơi. Này, cái này theo tôi biết đó là một cái biện pháp tra tấn. Tôi nghĩ là một cái kiểu ẩn dụ rất hay của anh bông tím. Ý muốn nói là tím chưa say đâu, các bạn hãy tra tấn tím bằng cồn nữa đi. Xong một cười đọc mấy comment này ông Tếu này, tự nhiên nhớ ra cái mặt nạ ông Địa khi ta đội đúc múa lần. Em bé còn trong túi nước ối mà đã có xăng rồi à. Bố mình quỳ. Tao quỳ thằng nào nghĩ ra cái comment này. Chen này nó thật giải trí vãi chưởng các bạn ạ. Đúng, hợp lý. Nào, tiếp tục cái gì đây.
cắn môi các thứ cực kỳ cá tính nhá. Để xem. Đêm nay em khóc ở trong khắp, rõ ở trong khắp. Gì vậy mẹ? Trời ơi, phượng gãy cành mà cứ ngỡ là rồng khạc lửa là sao? Xong thực sự tới sao là cái cây nó chặt hết rồi, nó trơ trọi rồi mà còn mỗi cái chỏm xanh ở kia. Ông này cho đi đóng Game of Thrones vào vai mẹ rồng là Okela này. Hợp vai. Trên này toàn nhậu xong bị Tôn Ngộ Không nhập vai trưởng. Hình ảnh chú quay Okela. Không cho đâu mày. Mẹ mày cười nhạt toẹt như thế nhở? Nghĩ được đến cả chú quậy ôm cây đa thì chịu ơi. Thiếu mồi nhậu hay sao mà lên đó cạp hết lá với nhánh. Comment ác thực sự. Tiếp tục. Trời ơi, bộ ấm chén được ấy nhở? Kinh quá, rất xoái cả. Xong rồi có ly cà phê trông cực kỳ deep luôn. Đêm nay em khóc ở trong khắp. Má, thật chưa, cái quả này vẫn còn tỉnh chán. Để được cái mũ gọn gàng lên cái gương như thế kia thì tôi nghĩ là ông này cũng thuộc dạng OCD hạng nặng đấy. Trông như kiểu đi tắm biển ấy. Đã uống rượu xe thì không lái. Đã uống rượu xe thì không lái biển. Là nào? Mẹ mới có mẹ đỉnh chịu được ạ. Má, xem này thêm 10 phút nữa chắc mẹ tôi bị nhập viện cấp cứu mất bạn ạ. Không cười, không cười. Are you sure about that? Người dẫn em đến thiên đường, người giờ lại thiếu đốt em. Đêm nay em khóc ở trong khắp, rõ ở trong khắp, nước ở trong khắp. Tôi dự đoán là xem thêm 10 video nữa thì khéo đủ tổng hợp tới cái triển lãm thảo cầm viên ở trong công viên Thủ Lệ đấy. Tôi nghĩ bà leo cây ao trình trên này cho tới khi gặp chị. Sau cậu comment gì đây? Vừa gặp một bà trôi sông, một bà leo cây, giờ thì ông này leo cầu thang nữa. Má nó hài. Tiếp này. Mẹ thực sự đến mức này nữa thì đúng là xem cái trend này thấy nhiều người liều thật đấy. Dám mang cả tính mạng của mình ra đùa giỡn nữa chứ. Daddy chill. Ôi, gái bản. Đêm nay em khóc. Alo. Tự nhiên cái tụt tính lại liền luôn. Thì ra bấy lâu nay chúng ta đã nợ A Sử một lời xin lỗi. Dậy đi ông cháu ơi, sao ở đây? Suốt năm cấp 3 tôi đã nghĩ là A Sử quá tàn ác. A Sử quá là độc địa khi mà trói mị không cho mị đi chơi. Đến bây giờ tôi mới hiểu thì ra đây mới thực sự chính là lý do vì sao A Sử trói không cho mị đi chơi. Không biết A Phủ có phải đang điều trị tâm lý không chứ tầm này mà thả quả mị này ra, mị vỉa cho trai Hồ Gươm lác mắt nha. Cùng xong rồi mị còn làm cái quả ban tọa này. Vợ chồng A Phủ ngoại chuyện, hồi đầu mị đá nhầm cỏ tiên thay vì lá ngón. Comment này đúng này. Tôi không thể đồng tình hơn. Có lẽ đây là những cái sự kiện mà chúng ta không được đọc ở trong văn học này. Đá nhầm cỏ tiên thay vì lá ngón, biết sợ ấy chứ. Mị uống ực. Ông này còn mị uống ức từng bát nữa. Cũng muốn solo hip hop với gái bản nhưng mà thôi. Chân bả đâu? Ôi trời ơi. Riêng quả này là ngồi kiết già rồi nhá. Không có thấy chân đâu. Mị lúc này sau khi uống ức từng bát ấy là vào cõi luôn rồi. Trời ơi, để đấy mà thấy chân. Bảo sao A Sử không cho đi chơi đấy, tôi đã bảo rồi. Thực sự cạn lời. Tiếp. Xem nào. À, bảo bạn nữ đúng không? Rất là mỏng manh ạ. Rồi, mày xong rồi. Đêm nay em khóc ở trong khắp, rõ trong. Má, bà này là tín đồ của chủ nghĩa The Conjuring sao mà. Mà không, tôi nghĩ cái này là được truyền cảm hứng bởi là cô cháu gái trong phim Bà Đồng luôn này. Nhìn cái mắt quay ra để trắng phớ. Xong rồi cái gì đây, leo lên tủ. Ui, có khác nào phim ma thái không ạ? Đây thực sự là hình ảnh của một diễn viên ma thái yêu nghề này. Quả này tôi nghĩ là in lên cửa dán thay bùa trừ tà khéo còn hiệu quả hơn đấy. Oh my god, nịt. Trời đấy, khét đấy. Đêm nay em khóc ở trong khắp, rõ trong khắp. Má mày gì vậy trời? Như ý Hà đang xuống đây đi. Như ý Hà đang xuống đây đi. Bố mới lại mày luôn. Đúng là con trai của ta. Tôi nghĩ hôm nay xem TikTok đến đây là quá đủ rồi. Còn bây giờ thì ít đọc comment time.
Bạn Mai Hoa Vũ 8826 có comment: mấy ngày nào xem video đầu của anh, dù biết các cụ đã có câu rằng đừng có trông mặt mà bắt hình dong, nhưng em không thể nào phủ định rằng anh là một người vô cùng tiềm năng. Ngay khi nghe anh nói câu đầu tiên và em đã ngay lập tức kéo xuống, tát vào nút subscribe như tát vào mặt anh vậy. Và đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào kênh anh mới chỉ vỏn vẹn hơn 100 người đăng ký, gần 100 view mà giờ anh đã nhảy bật một phát mom lên 13,4 nghìn đăng ký. Nói chung video hay anh ạ, tiếp tục cố gắng phát huy anh nhá. Dear em, ngày xuân con én đưa thoi, ngày hạ ve đái. Ngày anh rep comment này đã là 2 tháng kể từ cái video gần nhất rồi. Thực ra anh có đọc được comment này khoảng một thời gian trước đó rồi. Anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm. Nhưng mà dường như những cái thị dục thế gian đã kéo anh vào guồng quay của tư bản. Nó xoay anh như cách mà crush xoay vần cảm xúc. Nhưng mà anh càng nghĩ đến comment này, động lực của anh ngày càng tăng, để rồi hôm nay anh đứng lên tát bốp vào mặt tư bản và ngồi đây làm cái video này. Sau đó reply comment em: anh rất trân trọng sự ủng hộ của em cùng mọi người và sẽ cố gắng có nhiều hơn các video mua vui, đóng góp và xuất khẩu nhiều tiếng cười để đất nước mình giàu mạnh và sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Thôi nhá, tôi đi khóc đã. Video này rep một comment thôi, cảm xúc quá rồi.